chén nước hòa trong tiếng kèn xa đai buồn véo vòng. Bao cô gái trong đón mừng xuân về đôi mắt sáng long lanh. Kia là chó đàn em mùa hát quanh tháp chạm đón mừng ngày mới. Mùa xuân thắm tươi chưa tràn niềm vui xuân đã về trên khắp đó. Trên ngàn đời ghi sâu bầu trời xanh, đàn chim diêu dế tung cánh chào đón mừng ngày mới, mừng hôi nước non chứa tràn niềm tin theo bước đàng người trăm thiên hà. Trời chân lý sáng trên tháp Tràng Cổ Kinh đã bao năm người trăm mơ ước hân hoan mừng hồi non sông. Và các bạn vừa thưởng thức hát múa Mùa Xuân Trên Tháp Cổ, sáng tác của nhạc sĩ A Mươi Nhân qua phần thể hiện của tốp hát múa Phòng Văn hóa Nghệ thuật Dân gian Chăm, khu di tích Mỹ Sơn. Đây là một trong những tiết mục vừa mang đậm màu sắc văn hóa Chăm-pa, vừa khái quát được tình yêu và niềm vui của người dân Chăm khi được sống giữa mùa xuân của quê hương, đất nước thanh bình. Bài hát được dàn dựng nhằm phục vụ du khách tham quan du lịch cũng như các sự kiện trọng đại của địa phương, của tỉnh trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, thưa các bạn, cuối năm 1999, cùng với phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Cũng từ đây, khu quần thể kiến trúc Chăm-pa độc đáo này thực sự trở thành điểm đến của hàng trăm ngàn du khách trên khắp thế giới, đặc biệt là du khách quốc tế tham quan du lịch hàng năm. Nhờ sự năng động và nhạy bén của các cấp quản lý,
bên cạnh việc trùng tu tôn tạo theo đúng hiện trạng của di tích, Mỹ Sơn còn được mở rộng về cảnh quan thiên nhiên, nâng cấp hạ tầng giao thông, chú trọng các sản phẩm phục vụ du lịch chất lượng. Chính những điều đó đã tạo nên một sắc màu Mỹ Sơn, góp phần để Mỹ Sơn ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong lòng du khách nói chung. Dẫu năm 2020 này, dịch COVID-19 rồi lũ lụt, mưa bão đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động du lịch của khu di tích Mỹ Sơn. Nhưng với sức sống mãnh liệt được kết tinh từ ngàn xưa, với quyết tâm cao của những con người tâm huyết từng gắn bó lâu dài với khu đền tháp cổ này, chúng ta tin rằng sẽ không bao lâu nữa Mỹ Sơn sẽ lại rộn ràng tấp nập với du khách gần xa.
điều đặc biệt nhằm giúp cho du khách có một cái nhìn đầy đủ hơn về nền văn hóa Champa, đồng thời tăng thêm sức hấp dẫn cho khách tham quan. Một đội văn nghệ dân gian Cham đã được hình thành và ngày càng phát triển bài bản với nhiều diễn viên tâm huyết và đam mê với bộ môn nghệ thuật độc đáo này. Có thể nói với đội ngũ gồm 28 diễn viên trẻ ở các bộ môn ca, múa, trình tấu nhạc cụ dân tộc Cham. Hàng ngày sau các buổi miệt mài tập luyện, các diễn viên đã tổ chức nhiều buổi biểu diễn phục vụ du khách tại nhà biểu diễn và sân khấu ngoài trời. Qua các buổi biểu diễn này, người xem như được sống lại trong không khí lễ hội của người Cham xưa, được thưởng thức những nét độc đáo của kèn Saranai, của trống Ginang Paranung, được nhìn ngắm những đường cong tuyệt mỹ của các vũ nữ Apsara qua các điệu múa uyển chuyển và đầy sắc màu nơi đây. Một mỹ sơn huyền thoại như hiển hiện trước mắt mỗi người trong lung linh tình yêu của các chàng trai cô gái Cham bên bến nước một thời. Đêm muôn dần trên
đàn ca nhi
xa bên đường anh theo bước chân em hiểu, chọn tay chia khăn rắm em xinh quá đôi mùa gì. Chiều chiều trên bên nước nghe tiếng hát ai như ru, lòng em đang sao xuyến ôi lưu luyến đôi duyên tình. Ôi em thân yêu ơi, bên nước sao cô tình hồng, nước xanh trong mênh mông anh nói những lời mà nói. Và đôi mà tôi sắp cho bằng hai chữ yêu sắp ai, làm tay ở tay xì sao trong mong có tôm ra bì. Với ở tay nhô lời, nhà bắt sáng đi ngủ con trai, tôi bắt nhà rây nì, ai đốm tôi bỏ chồng chi. Với sai nhô lời, nhà đôi lưu thương kê bàn, chán ta rung ta răng, thông ba lãnh đi ai cay cha. Bên ngàn xưa, nhà ai hát câu ăn tình, tiếng hát xưa câu chờ mong bên nước trong bóng anh bóng em chung dòng nhân mưa ta thiết tha cho lời ước hẹn. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Tiếng Hát Đất Quảng giới thiệu một số tiết mục ca múa nhạc của anh chị em diễn viên Phòng Văn hóa Nghệ thuật Dân gian Chăm Mỹ Sơn xin được khép lại tại đây. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau.